Xin kính chào tất cả quý cô bác cùng tất cả anh chị đã quay trở lại với kênh Tuyền Hà Giang. Kính chúc tất cả mọi người có buổi xem video vui vẻ, hạnh phúc và gặp thật nhiều điều may mắn. Thì như các cô chú đã biết thì hiện tại trên đất nước Việt Nam chúng ta đang rộn rã trong ngày rằm, ngày Tết Trung Thu. Thì ngày hôm nay đặc biệt với cả bà con Thổ Địa Chia thì ngày hôm nay em Tuyên vào cũng tổ chức bà con Thổ Địa Chia có một cái bữa cỗ thật là đặc biệt, là một cái bữa Trung Thu. Trung Thu thì chúng ta sẽ không có phải là nguyên trẻ nhỏ nữa, mà ngày hôm nay bà con Thổ Địa Chia chúng ta sẽ tất cả bà con ra nhá, từ người lớn, người nhỏ, người già, ra hết nhá. Em mời tất cả bà con ra nhá. Đấy thì hôm nay thì các cô chú ạ, đây em Thề và em Xá thì đang hiện tại có em Tuyên một cái áo nhìn rất là đẹp đúng không? Đấy thì hôm nay chúng ta cùng nhau tổ chức cho bà con. Và hôm nay không phải là liên hoan mà chúng ta có cả chơi trò chơi để khích lệ cho bà con có cái tinh thần đi lên nhá. Đấy thì như các cô chú đây, các em nhỏ đang đứng đây rất là đông rồi. Thì bây giờ em vào hộ anh là tập trung giải hết bạt ra, căng băng rôn và làm những cái công tác chuẩn bị, rồi chúng ta cùng nhau chơi trò chơi và cùng tổ chức bữa liên hoan với bà con nhá. Rồi bây giờ em bảo bà con đi, chúng ta dọn đồ ra, chúng ta chuẩn bị làm nhá. Vâng, em Tuyên xin mời tất cả quý ba anh chị hãy cùng chuẩn bị lễ Trung Thu với bà con Thổ Địa Chia nhá. Em Tuyên xin mời tất cả mọi người ạ. Dạ vâng, các cô chú ạ, ngày hôm nay thì em Tuyên rất là vui mừng có đón được hai chị khách. Đây xin giới thiệu với các cô chú, đây là chị Vân và bên chị buộc tóc kia là chị Liệu. Chị Liệu thì cũng đã khá quen với bà con Thổ Địa Chia, là đã vào được một lần thăm bà con, đợt đấy là chúng ta làm đường cũng chưa được nhiều. Cái này bạn căng lên nhá, căng lên nhá. Không không, căng ở đây luôn này, căng ở chỗ hòn đá này này. Đây đây, market mà chị. Đó. Hai chị vào là hôm nay hai chị là có những món quà cho bà con, những phần quà. Đó. Đó. Em ấy bảo lấy cây với lấy dây. Chị Vân ơi, em nghĩ là đây này, bảo bà con Thà ơi, bỏ hết cái gạo này ra bên này đi. Anh gì? Bỏ hết gạo ra bên này, mình căng vào đúng cái tầm đá này luôn. Đấy. Bánh kẹo này nhiều quá, đổ này thế này. Đúng rồi. Đâu rồi? Thế ơi, bỏ cái này ra giải bạt đấy tiếp, giải tà bạt đi. Đâu rồi? Mít sai. Tất cả con gái chá, bê hộ anh gạo ra bên này đi. Tất cả mỗi người một tay một chân vào, xay xay. Đây ở vướng cái máy sát. Nước nhiều quá này, nước và bánh kẹo nhiều quá. Đây bánh kẹo này mọi người ạ. Hôm nay em Tuyên là mua là 7 triệu tiền bánh kẹo. Ôi chị May ơi, chị May, chị gõ cho em cái này đi, gõ cho em cái cột không không, đây này, cái này tiếng mấp vào là ngã này, gõ đi, lấy cái gì gõ đi, không được ngã đấy, tí nữa chơi trò chơi là ngã ở đấy đấy. Đó, thế như thế không ngã đâu. Cây phải lo lo như A Phú kìa, tâu này. Bây giờ còn đẹp rồi. Bây giờ còn đẹp rồi đúng không? Đây, chào chị. Đây chị có cảm giác gì chị? Nghĩa là nó quá dã man đường, nghĩa là đây đồng bào đây phải gọi là gan cứng và chân cứng, không phải chân cứng đá mềm. Đây, trải nghiệm của chị Vân lần đầu tiên đến thôn em và các cô chú ạ. Đây thì chị Liệu thì lúc nãy là đang buộc tóc với các nhỏ đây, các cô chú này. Đấy, em nào cũng có tóc đẹp này, em con gái nào cũng có tóc đẹp, đây đang buộc hết cho các em này, các cô chú thấy không? Đây này. Đó, đây này. Đó. Ôi, thế
bà bảo sỏ vào cái kia, không không được buộc kiểu đấy, sỏ vào đấy là đúng rồi, đúng rồi, sỏ vào cái đấy. Ôi, ôi, kìa kìa kìa. À, Phú ơi, thế này, ra căng cho anh. Bảo buộc vào cho anh vào những cái lỗ này này. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Căng lên ở chỗ kia một cái ở giữa nữa. Ông sao đâu? Thế lấy ông sao vào cho anh. Đèn này ông sao, đèn ông sao. Thế chẳng chịu. Không, không, không. Đèn ông sao là cái kia. Cái đó, đấy, đấy là đèn ông sao. Đó. Đó. Đấy, đó bỏ, bỏ đây. Bỏ, bỏ. Cả nến, cả cây nữa. Lấy anh lấy một ít thôi, chứ bà con không có chỗ rước này. Lấy một chút là tượng trưng thôi. Cả cái cây này đây. Biết dựng chưa? Biết dựng cái này chưa? Có cái cây nữa, còn cái cây bé nữa. Không, không, không. Ờ, trong túi kia, đi lại cái túi kia về anh xem nào. Ý mình chỉ thường cái tua cho em à. Ờ, ừ. Đi à, đi à, cha mẹ. Ô, kìa, 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 kìa. Hello. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Em, đây. Không. Cái này dựng ở đây. Dựng vào cái này. Dựng vào đây, dựng vào đây. Dựng vào đây, dựng vào đây. Đó. Đây đây, cái này, cái này, cái này. Đây nhá, xá xá cầm cho anh. Xá cầm cho anh. Đây đây đây. Đây đây đây, đây. Thế nhỉ nhá. Đây nhá. Đây, đây nhá. Đánh ra, đánh ra. À. Không đâu nè. Đây. Đâu chưa? Như này nhá. Đâu này, một cái này. Ôi giời. Có cái nó bị đều quá. Bị rách, không sao cả. Nắm mạ đây. Ôi giời, nó giòn quá này. Đấy. Có cái dây, họ cho mình cái dây không? Nơi. Có cái dây buộc ở đây này. Đó, như này là thành một cái ngôi sao. Không. Đó. Đó xong rồi. Sái bảo kiếm cho anh một cái dây buộc vào đây. Đó. Bây giờ bà con sẽ mang hết bánh kẹo ra. À, ủa, nhiều quá. Cho anh mượn một cái bàn. Đấy, đây, đây, em để đây. Để đây, đấy, để đây. Tí nữa chúng ta sẽ phát cô xong. Xếp gọn vào chỗ em rua kìa. Đây, 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 đây. Cái này, cái này. Cái này, mang ra kia. Sữa ở kia nữa nhá. Cả sữa nữa. Cả sữa nữa em ơi, đây này. Cả sữa nữa này. Sữa, sữa, sữa. Đó, còn đây là quà của các chị. Mọi người ạ. Xong chưa, xong chưa. Em treo cho anh một cái ngôi sao ở lên kia. Đây này. Đây này, đấy, treo treo như thế. Ngoằng ngoằng nó vào. Treo xuống được, đấy, như thế được thế ạ. Như thế được, không sao cả. Xá treo xuống như thế xá ấy. Đó như thế được, không sao cả. Ở góc kia nó cho anh một cái. Bây giờ là sẽ bê phần gạo trước để cho các anh chị tặng quà cho cô chú. Ôi rồi. Thôi xá ơi, thôi. Xá không được rồi, thôi xá ơi. À được rồi. Nè đâu rồi, mua rồi. Thế em bê phần quà của các chị trước. Bây giờ các chị sẽ tặng quà trước cho bà con.
mỗi hộ gia đình một gạo. Đây bê hết đồ ra, gạo bánh kẹo ra. À, gạo nhá, bánh kẹo là để liên hoan nhá. Đâu rồi mua? À, bây giờ sẽ là đây, mua bia mì tôm. Đấy, tà ra đi. À, vâng, các cô chú ạ, bây giờ thì đang trong lúc phát quà thì em Tuyên sẽ xin có một chút đôi lời cảm nghĩ của chị Vân. Vừa rồi chị cũng vừa mới ở ngoài huyện vào chị đấy trải nghiệm cái cung đường. Và cũng xin giới thiệu những phần quà này đến với các cô chú nhé. Và đây là món quà đến bà con. Vâng, chị Vân ơi, em xin chào chị. Chào em. Thì hôm nay cũng rất là vui khi bà con có hai chị vào đến Trung Thu. Mà hôm nay lại có quà nữa thì chị cũng có thể cho em xin phép là cái cảm nghĩ của chị là cái trải nghiệm cái cung đường này được không chị? Dạ vâng. Đây chị vâng. À, kính thưa tất cả nhà, thưa các mạnh thường quân và thưa tất cả bạn bè Facebook của em Tuyên Hà Giang. Thế là hôm nay là lần đầu tiên chị Vân được vào đến thôn Đề Chia, mà thôn này là thôn Đề Chia B của xã Cán Chu Phìn, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Thì vào đến đây bản thân chị Vân cũng là người nông thôn. Thế nhưng mà chị Vân cũng không biết để tả như thế nào để cho nó đúng nữa, vì đây nó là người thật, việc thật và con người thật và cung đường thật. Đấy, thế nên là chị ngồi từ trên kia xuống mà gần như chị vẫn phải nín thở. Chị không thể tưởng tượng được mà vào đến đây thấy các cháu mà nghĩa là được như thế này và được em kêu gọi, kết nối và tổ chức giúp đỡ bà con, giúp đỡ các cháu như thế này. Nghĩa là có một cái Trung Thu gọi là không được đầy đủ như ở dưới xuôi. Thế nhưng như thế này cũng là một cái niềm tự hào lớn, đúng không? Với bà con và với các cháu ở đây rồi. Đấy là một cái điều rất tuyệt vời và bà con phải cảm ơn em và tất cả mọi người sẽ cảm ơn em rất là nhiều. Là mặc dù là nó sẽ là góp gió thành bão. Đó, những người nọ người kia thì là các cháu, các con sẽ có những cái phần quà. Nó rất là nhỏ nhưng mà cũng sẽ là không ai làm được điều này. Chị vào nơi chị bảo là tại sao em lại tìm được một cái thôn mà nó khó khăn mà nó vất vả mà lại nghĩa là cái đường đi nó chỉ vừa một cái lốp xe thôi. Nó chỉ lọt một cái lốp xe thôi. Đó nên là rất là khó khăn và em rất là tuyệt vời. Đấy, em nghĩa là giúp cho các cháu nghĩa là có được cái niềm vui như thế này thì là phải vô cùng là cảm ơn em rồi. Và cũng qua đây thì chị Vân cũng có muốn một cái chia sẻ nho nhỏ của chị Vân là cũng mong tất cả những cái mạnh thường quân, những cái nhà hảo tâm, những nhà tài trợ nghĩa là cũng kết nối qua cái kênh của em. Thì là ví dụ như là hỗ trợ, ủng hộ hoặc là có thể liên hệ trực tiếp với em hoặc là với bà con ở đây thì là có thể giúp đỡ được các con, các cháu, tất cả những cái gì thiếu thốn về tất cả mọi thứ chứ không gì riêng là cái đường đi cả. Vật chất thiếu, tinh thần thiếu, đường đi học thiếu mà có 23 hộ biệt lập ở cái thôn này. Thì thực ra đấy là một vấn đề rất là nan giải. Và cũng qua đây thì thay lời của chị Vân, qua kênh của em thì chị cũng muốn nhờ tất cả các mạnh thường quân là sẽ chung tay cùng với kênh của em Tuyên để ủng hộ bà con ở thôn Đề Chia B này em nhé. Vâng em. Em cũng rất là cảm ơn chị. Đây là một cái lời trải nghiệm của chị Vân. Hôm nay là lần đầu tiên chị đến với bà con ở trong thôn. Rất là vui. Đây là những món quà của các chị mang vào đây đây mọi người. Đấy thì bà con cũng đang bận rộn, có nghĩa là chúng ta nhận quà xong rồi chúng ta mới chơi trò chơi và phá cỗ liên hoan các cô chú ạ. Đây, chú sử trưởng thôn này đang chia đây. Mỗi nhà một cái. Bây giờ đây có quà của các chị. Đây là bây giờ có quà của các chị, chúng ta phát quà trước đã. Bây giờ bánh kẹo tạm thời đã, nhiều quá. Ôi giời, nhiều quá. Thôi được rồi, thế chú Sử ơi, đây các chị là xin tặng quà cho bà con chúng ta. Mỗi hộ gia đình đứng vào đi. Đâu xá ra nhận quà đi. Đây ghi hình cho. À, thế ơi, bảo bà con mỗi 2-3 hộ ra đứng ra nhận quà của các chị đi. Súng ơi,
Trời nhá. Trời. Đây bà con là sẽ nhận quà trước. Đây thì đấy bà con đang đứng tập hợp vào. Đồng vui quá này. Các cô chú ở đây. Tất cả nha mọi người nhá. Có cho em làm phiền một chút. Hôm nay là rất là vinh dự, cả thôn Đề Chia chúng ta đón Trung Thu và có được hai khách mời là hai chị đấy. Còn hôm nay là các chị mang phần quà thì xá ấy, em có thể mượn đưa mic cho chị Lựu đấy, có hai chị có thể chia sẻ một chút đôi lời phần quà này của các chị không nhỉ? Vâng, chị có chia sẻ một chút gì phần quà với bà con không? Chị có lời nói gì chúc bà con hơi thứ gì không ạ? Thực sự là hôm nay mình vào đến Đề Chia này là lần thứ 3. Và cái con đường nó vào đến đây nó vẫn là một cái sự rất là sợ của mình. Bởi vì là cái con đường này nó vào đây, cái thời gian này mặc dù là đã được bạn Tuyên và tất cả bà con ở trong này làm rồi, nhưng mà mình vào đến đây là mình thấy là nó vẫn còn là rất là sợ. Và hôm nay thì mình vào đến đây thì cũng như là lời của bạn Tuyên nói là hòa chung với lại cái sự Trung Thu của cả nước ấy ạ. Thì hôm nay thì mình có sự kết nối với lại đoàn của chị Huế và các bạn ở ngoài Hải Phòng, thì có gửi tặng đến 23 hộ sống biệt lập của thôn Đề Chia này với 23 suất quà. Thì mình rất là vui và mình mong rằng bà con ở đây sẽ có một cái sự cố gắng hơn để mọi người có được một cái cuộc sống tốt đẹp, để cho con em của chúng ta là được học hành tốt hơn ạ. Vâng, em rất cảm ơn chị. Đấy nhá, thề với Xá nghe rõ không? Đấy thì Xá với thề có thể mời chú trưởng thôn lên, chú Sử đứng ở tận dưới nhở? Chú Sử vào ra nào. Ông mặc cái quần này. Chú Sử ơi, xin mời chú Sử đứng ở đây, chú Sử trưởng thôn phải đứng ở đâu? Đó. Đó. Đấy. Xá ơi, đấy thì em có thể bảo chú Sử có gì lời gì cảm ơn các chị không? Mà chú Sử trưởng thôn lại không biết nói tiếng phổ thông nên Xá với thề nhá, nghe xong dịch lại cho các chị nhá. Rồi rồi. Chú Sử xin mời chú ạ. Chú Sử hôm nay là lấy đà đây. Đà. Cái là ô thủ là chị nè. Và có số cậu là cậu tư hả đè. Đó xa. Hả đè chị cho ai chị xíu rồi. Dạ tê nè, tôi tê chí nè, tê à, tê chó nhẹ, nhó trở ra cho kê chó nhẹ. Cái hạ tê có dù mong chỉ cần tao nhó trở ra sắc khô cho kê chó nhẹ, nhó nè mà chí mua. Thì chỉ bao hạ tê á chê, đã dừng tốt nè nhọ, nhó không xí xử chí tóng nọ, chí tóng hảo tốt nọ, chí tóng hạ chí chân hạ chí chua. Nói là ta số cậu, cả tê chó tê có bóc ta bóc xa, và nhó lì ta có số cậu, cả tê chó tê có mì châu nè, mì trò nè, mì à chê mê chân nè. Ya chuan a mi tong ni ta ni a pa cha pa ya ni ka tu cha te ko mo to pe sa da no a ka tu ha te ko pau to to te ko cho ke cho to nyo to sa khu si khu ke cho ne nyo le ma ta ha te ko pe ni pe hu cha pe nyo cho to nyo ma ta su ko pe tu chi pa ha te ko hai a ka i lo a chi ya pe tu a chi ti ka ka nya nyo le ma tu chi pa ti ka ya tu chi pa te cho se ka ta chi a nyo le ma su ka ne rồi vâng sa phiên dịch lại cho các chị biết. Vâng, em thay mà chú Sử này nó chú Sử nó bảo cám chị này chắc là em thua thì cho một số của chắc là to không phải bé, thì cho gạo cho mua mì chính muối xà phòng hết thì rau rượu bán thì có hết thì cả ơn các chị. Chị nói tên là chị Lỗ mà chị kia thì em không biết. Chị Vân, chị Vân. Chị Vân thì cả ơn chị Vân. Chắc là sức khỏe đều may mắn nhiều hơn. Chắc là bà con này có đường chắc là đi khó quá thì chỉ vào đây thì chắc là mê chị, cả ơn chị chắc là biết thương thì cả ơn chị nhiều nhiều nhá. Được sức khỏe đều may mắn nhiều rồi, hơn. Rồi rồi. Thì thấy thấy cái video này ra cái kênh chia sẻ cho anh Tiêm, chắc là anh Tiêm mà mình Tiêm là vì chắc là tốt thì cả anh Tiêm là nhiều, không có anh Tiêm vào thì trong thôi nó khó khăn quá, thì không có anh Tiêm vào thì không biết nó khó khăn, không biết là nó biết tiếp kinh cũng đi hầu trẻ con chắc là đi hầu thì không biết, bây giờ anh Tiêm có vào đây thì có đưa đi hầu
có chùa Hầu, có đường đi xuống nhiều hơn rồi. Cả ơn chắc là nhiều ăn được sức khỏe được may mắn. Hôm nay chắc tiên là được về nhiều hơn ạ. Cảm rồi, xin cảm ơn em. Vâng. Bây giờ đây hai chị đây, cả thôn chú Sử đại diện. Bắt tay chú chị Liệu cảm ơn hai chị đi. À thế, thế có lời gì cảm ơn các chị không? Thế nói đi, thanh niên này. Xin phép tất cả mọi người thì là ngày hôm nay thì nghỉ đường các anh chị thì giúp mấy quần cho bà con, chắc là ngày hôm nay chắc là vui rồi, chắc là ngày hôm nay chắc là bán rồi, chắc là cảm ơn các anh chị chắc là nhiều sức khỏe nhiều đơn má, cảm ơn chắc là nhiều ạ. Rồi rồi rồi, à, thế ơi bây giờ xin mời cả thề cả chú Sử cả xã bắt tay cảm ơn hai chị đi nhở. Đấy đúng rồi, bắt tay cái chúc sức khỏe, chúc sức khỏe. Chúc tất cả mọi người sức khỏe. Cảm ơn chị sức khỏe. Đấy. Bây giờ có lẽ là bây giờ cả thôn chúng ta đến ba nhỉ. Có lời gì xin cảm ơn các chị nhỉ. Vẫy tay nhá. Chúng ta như mọi lần nhá. Em xin đến ba nhá. 1, 2, 3. Hai ba xin cảm ơn. Vui quá rồi đấy. Lời nhớ tất cả ở trong lòng nhá. Rồi. Bây giờ quà chúng ta sẽ nhận và sẽ cất gọn vào, rồi chúng ta sẽ chơi trò chơi và chúng ta bắt đầu tổ chức trung thu nhá. Bắt đầu. Thế ơi. Rồi cất đi, bà con cất quà đi. Đây thôi, cất đi rồi. Xong rồi. Cảm ơn các anh chị nhé. Xong rồi, ở đây là cất quà vào để chơi trò chơi để liên hoan nhá. Ui, mua cất đi. Giá mua này nhiệt thế ơi. Bây giờ thì cho bà con cất đã mọi người ạ. À? Buổi tối thì nữa là ăn cơm xong là sẽ à liên hoan xong sẽ nhầm mất. Đó, là ký tịch để sẽ tạo mà. Vui quá. Nhỉ. À? Vui không? Đấy, bắt đầu em xếp bánh kẹo cho anh. À, thế ra đây, cô anh xếp bánh kẹo đây. À, nỉ ở đây. Nỉ ở đây bắt đầu xin cảm ơn đây này. Ô nè. Mấy chị ơi, chị chú á. Đâu, em xếp bánh kẹo lên. Bánh kẹo này xếp lên đây. Bánh kẹo, xếp vào, xếp gọn vào. Bỏ cái túi bóng bao tải xuống. Đó. Đấy, cái đấy là dao đấy để buộc đấy. Ly ơi, em à, anh nhờ em một chút. Cả và nữa, đâu và đâu nhỉ? Alo, và đâu rồi? À, bắt đầu chơi, à, đâu rồi, và đâu, đứng hộ anh vào đây nào. Cả Ly nữa, Ly, đứng đây hộ anh với. À, thế ơi, cả xã, cả chú Sử nữa. Bây giờ ngày hôm nay chúng ta không phải liên hoan không. Bây giờ chúng ta chơi trò chơi trước. Chơi trò chơi phần thưởng thắng có quà. Em bảo bà con đi. Bây giờ em bảo mi tu, mi xài, ai chơi trò chơi giơ tay lên. Lơ nó thì tùy à, ôi trò chơi. Dạ hãy dùng về. Ai à? Cha tiền là ta nên cho một cần ta. Ai? Bây giờ em bảo nha, ai chơi trò chơi thắng có quà, thắng có phần thưởng. Nè thì tùy chơi trò chơi mà cha tiền xanh. À, thế bây giờ là chia ra là 5 đội. 5 đội. Mỗi đội 5 người. Em bảo là mỗi đội 5 người. Ly ơi bảo chia 5 đội, mỗi đội 5 người. Chia ô chip không? Xa tù nét chịu ô nào chịu đi không được chưa, được chưa, đâu đứng xếp hàng ở đây, đứng xếp hàng ở đây, 5 người chọn cho anh 5 người một hàng nữa này. Thế ông mùa hù à chị tù chị vực chị cao xa chị Vân là chị nhảy làm mẫu cho bà con biết nhá. Có ha nha, nhảy thì có chân thế này. Thế ơi, đây là bảo các em đó. Nó là cho mẹ mà cứu được đâu. Cho mẹ đây là mẹ mà nên thì táo cứu xây rồi. Bây giờ em bảo các em nha, nhìn chị đấy. Bây giờ chơi trò chơi như này. Thế mẹ gái à nữa à. Đây nhá, thế ơi. Bây giờ bảo là chị đấy sẽ nhảy đến đây. Mù ta tô. Mù ta tà tô ní mì chỉ lại hút trong mà lò. Mì tu. Mù tò ní. Ô, tụi này chỉ bắt ô à. Mẹ không chơi được. Mẹ này không chơi được. Tụi này chỉ bắt tình học sinh à. À, thế, sai. Bây giờ nhá, bảo là các em nhỏ ai chơi trò chơi nhớ nhá. Nhìn, chị Liệu ơi. Chị nè, tụi học sinh nên thế à, tụi này à. À, bây giờ nhá. Bây giờ, có nghĩa là như này nhá. Các bạn này sẽ nhảy ba bố đến đoạn chỗ chú Sử đây. Đến đây. Bạn tỉ mõ của ông. Xong rồi sẽ nhảy quay lại nhỉ? Hay nhảy một lần nữa nhỉ? Nhảy một lần nữa nhỉ? Nhảy chứ. Nhảy một lần nhá. À như thế thì phải có người ở, không phải hai lần. Nhảy đến đây xong rồi quay lại xong lại đổi. Đúng không? Đúng rồi. À, có nghĩa nhá. Bây giờ 5 người một đội. 5 người một đội. Bây giờ nhảy đến kia. Nhảy đến chỗ chú Sử đây. Này thì theo sang nhảy này thì hành đồ mà lo ít gì lo xe. Đây. Đây nhá,
bây giờ nhá, bây giờ xe nhảy đến đây. Đến đây. Ok rồi. Xong rồi sẽ nhảy xuống đến đây, quay lại nhảy đến đây và sẽ cởi ra cho bạn mới. Ví dụ nhá. Bây giờ đây, bây giờ chị ấy nhảy lên. Đây. Đây đến đấy. Không qua, 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 qua. Từ từ lại. Nhưng mà từ từ lột trên đầu. Đấy. Quay lại như này. Quay lại. Xong rồi cởi ra, đưa cho bạn mới này. Xong bạn này lại đeo vào. Đây. Đấy. Năm vào rồi. Ai ai ai? Ai có như ai? Mua vào đây, mua vào đây. Mua 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 với trá một đội này. Trá đây. 1 2 3 4 5 ok tâu tâu. Đây. Mua mua đứa này. Đây, mua mua đội trá nha. À, đâu? Đây đội đội của chị Vân rồi. Đây. Liên đứng đây. Mai chơi không? Mai về đây. Đâu đâu? Đây là chị đứng vào đây đi, đứng vào đây nào. Chị đứng vào nào. Mình không vào. Quá đâu chị, quá đâu. Thế mình giờ đâu đội chị đâu? Xếp hàng vào, xếp hàng vào, xếp hàng vào. Đúng. Mẹ à, chỉ một xếp hàng thôi. Xếp hàng vào, xếp hàng vào. Xếp hàng thẳng vào, xếp hàng thẳng vào. Đây. Không, mua phải đứng ở trá. Đó. Được chưa, được chưa? Bán hết đồ đi thì thử tỏ. Từ từ. 5 người, 5 người, 5 người một đội. Mỗi người một bao thôi, xong đến cởi ra cởi đổi chứ. Kia kia mình chỉ là thiết thống của tôi này. Đủ 5 người rồi. Đúng chưa? Đến tay nhiều hơn. Ok. Chị 5 người rồi. 1, 2, 3, 4, 5. Ba, mẹ mẹ kia tiến thôi nha. Nó kia tiến thôi nha. Đây nha. À, thiếu, thiếu ý tù, ý tù, ý tù. Từ từ, từ từ, từ từ. Từ từ, từ từ. Từ từ, từ từ. Nên chẳng không chuyện đó. Còn còn ý tù nữa, ý tù nữa. Ý tù nữa ai chơi? Ý tù nữa, ai chơi nào? Đây là bóng rồi này. Các em này không chơi. Em đây đủ chưa? Đó là bia và một xe. Bây giờ nhá, đâu tất cả Misa đứng dịch ra nào. Đứng dịch ra nào, dịch ra nào. À, chị Liệu ơi, đứng dịch ra đây không ngã đấy. Đó. Ba chị chỉ có sao, ba chị có gì không? Không phải báo cáo, không phải báo. À, thầy ơi, thầy ơi, thầy ơi, bây giờ là quà nhá, bây giờ chia quà trước để biết này. Đội thắng nhá, đội thắng sẽ một bánh trung thu, một gói kẹo. Đó. Ai được thắng thì ai được đùa. Đây, đội thắng đây sẽ được 3 cái. Đội thắng này á? Ờ. Đó. Đội đội về nhì. Đội về nhì một bánh và một gói kẹo này. Đó. Sẽ chia rất đều. Đây, em chia đều ra để cho đội thắng và đội thua. Đội thắng sẽ... đội thua. Đây đây. Đây thắng sẽ được nhiều hơn. Thắng sẽ được như này. Được chưa? Đội thắng à? Ờ, đội thắng đây. Đội thắng đây á. Được chưa? Ở đây như này. Canh ra nhá. Được chưa? Chưa, na đổ mà. Ba đổ. Được chưa, được chưa? Đây nhá. Đây phần quà ở kia nhá. Ủa, tôi phao phao dây là từ nhất. Đội bác chỉ được một gói thôi. Phao dây đi tàu. Nhảy nhá. Con này. Nhảy từng người một đúng không? Nhảy từng người đến chạm vào đây. Chạm vào đây. Xong rồi nhảy về. Ờ, ok chưa? Vâng vâng, xong đến đây là đổi đổi người. Điên điên là quay tạt cho này một tố. Thế ơi, bảo nhảy một người nhá. Lía lía nhảy nhá, còn ở đây là đợi đợi. Lía nhảy xong thì bắt đầu đến em này. Vâng. Đấy. Không không, chúng mày chưa. Đây, không, đây nhá. Đây, chúng mày kia là tố tố kia là mà cho thì tùy mà đứng chỗ nhá. Đứng kia kia để anh dạy cho. Đây. Đây. Đây như này, như này, như này. Tụt lên. Đấy. Như thế. Xong rồi anh lại xỏ vào. Đấy. Đến lượt anh. Như này. Đúng không? Đấy. Đây chạm đây. Đúng rồi. Đấy. Đó. Đó. Đấy. Xong bạn lại vào. Đấy hiểu chưa? Hiểu chưa? Hiểu chưa? Hiểu chưa? Hiểu 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 chưa? Vâng. Xong chưa, xong chưa, xong chưa, xong chưa, được chưa, được chưa, được rồi, được rồi, đúng không, được rồi, đúng không, bắt đầu nhá, chuẩn bị hết chưa,
sao vậy á? Chị mất thẻ bây nha. To to lão đi lò to to diện ra to diện tạm mà tiếp chỗ nha. Bây giờ nhá. Đâu? Mimi tu được dịch ra nào. Mimi tu ra dịch ra, dịch ra. Dịch ra ta nha. Bắt đầu nhá. Bây giờ tất cả mọi đội lại nhá. Gì ơi? Chơi một lần duy nhất nhá. Để em chơi ra để mai nhá. 1, 2, 3 bắt đầu. Bên này là giải nhất rồi. Vâng. Là phải về thế đi à. Đâu rồi? Bây giờ sáng với thầy chấm điểm ai là giải nhất? Ai giải nhất? Ai giải nhì? Giải nhì của chị bên Vân đúng không? Vâng. Còn ai giải bên? Ai giải bên cái giải bên là chị này. Đấy. Giải bên là nhì. Rồi. Bây giờ là mời đội trưởng lên và tặng quà cho bà con. Rồi đi à. Đâu cháu ơi. Mời đội trưởng lên đây. Tiến tổ là đúng rồi. Chị Liệu ơi, mời ngồi đội trưởng lên đây. Lía, có cao xuống dây. Bỏ chiếc xanh. Rồi. Đâu. Đội giải nhất mà, đội chị. Giải nhất là luôn, đội trá. Lía đứng ra nhận quà. Đúng rồi. Lía, không mà tao chảy luôn. Giải nhất. Chá giải nhất đúng rồi. Chá giải nhất. Rồi. Có giải nhì. Giải nhì. Chìm. Đây này. Xá, bê giải ba lên cho chú Sử. Bê lên cho chú Sử, chú Sử tặng giải nhì. Bố này cho anh. Đâu giải ba? Giải ba của Lý. Giải bê. Ôi. Vui rồi. Hôm nay là vui nhá. Rồi bắt đầu em bảo bây giờ là chơi thể dục thế thôi. Bây giờ sẽ chơi đến tập đọc nhá. Bây giờ là sẽ không chơi thể dục nữa. Bây giờ chơi tập đọc cho anh. Được chưa? Từ tao cho chuyện tay mình chỉ lao hàn tụt từ mà từ tao mà tiết lộ á. Nên nó đâu. Bây giờ sẽ học đánh vần nhá. Vâng. Ai đánh vần được chữ nào các chị chỉ đến chữ nào đánh vần được chữ đấy. Đọc được thì sẽ có quà. Vâng. Nhá. Vâng, đúng rồi. Được chưa? Cho mình nhuộn rồi. Mình tu mình xà rồi. Rồi là ta sấy hả? Mua sấy mua hai anh em sẽ hả về. Đâu chị Liệu ơi. Bây giờ em sẽ lấy một cái gậy. Chị sẽ chỉ chữ. Chị chữ. Mình tụa cho từ trên, từ tụa tao mà tiết lộ nha, tụa chỉ tao mà ra. Đó. Mình chỉ lau tao để cho ni táo, tụa tao, tụa từ tụa tao mà tiết lộ. Ồ, táo cho sao nên. Không, có nghĩa là chỉ đấy chỉ đến chữ nào, đánh vần được, thì sẽ có quà. Rồi, nha. Sao rồi, nè cho nó thắt là lộ. Ôi. Thế ơi, bảo ai đánh vần giơ tay nhá. Ai chơi thì giơ tay. Lên, rồi từ tao mà chát đi. Từ tao chát đi. Rồi tao mà ra nhá. Nè sao ha, xe ha, xe ha. Xe ha. Xe ha thì bỏ, xe ha. Xe hàng nào. Xe ha. Được chưa? Bây giờ nhá. Thế ơi, bây giờ chị ấy chỉ đến chữ nào nhá. Cái là cho mẹ không có được từ slow đâu. Rồi, cao đứng ở dưới, bé đứng ở dưới thấp. Nè cho xe tôi đà cho kính cho bé đi. Từ xe một tôi là lâu rồi đà đi. Nè cho chị ô nó thì cho chị ít một. Đi ra. Lớp 2 thôi, lớp 1 bây giờ bọn nó biết chữ chưa biết đọc. Thôi kệ. Cho các bạn nhỏ đứng vào cho vui. Đó.
Không sao. Được hết. Ai ai đánh vần được thì được. Lớn một các chỗ nó nhạnh được mà. Ai đánh vần được thì người đấy thắng, không cần biết nha. Phần thưởng là cái gì đấy mày? Bây giờ sẽ bóc một bánh ra. Ai phần thưởng đánh vần được sẽ là ba cái bánh. Ba cái. Nha. Vâng. Đó. Bắt đầu thầy ơi, bảo ai đánh vần nhá, chỉ đến chữ nào. Ở ngoài không được nói. Chỉ tôi nhá. Ở ngoài không được nhắc bài. Vâng. Tự đánh vần là chữ này là chữ gì? Được. Xong rồi giới thiệu tên. Ví dụ anh tên là Nguyễn Thành Tuyên. Đó, đây là Mitu này. Ví dụ Vương Mino. Đấy là tâu, thắng được ba cái. Nha, được chưa? Vâng. Được chưa? Nè, ba cái em về thế báo mình chỉ từ nè báo à tiểu em về nào mà mình chỉ từ thế là bên chia tha cho à. Mà phải giới thiệu tên nữa. Phải giới thiệu tên và là ví dụ đây nhá. Đây là ví dụ đây là Vàng Thị Mỹ. Ok tâu, Vàng Thị cháu tên là Vàng Thị Mỹ. Tâu. Đấy ví dụ đây là Vàng Mỹ Nu hoặc Vàng Mỹ Po. Đấy, ai giới thiệu được như thế. Cô chỉ đến chữ này này. Các con sẽ đánh vần chữ này là chữ gì. Xong sau đấy khi mà các con đánh vần được thì các con nói tên. Ví dụ như con tên là Vàng Thị Mỹ. Chị đừng phải nhìn. Ok, hướng với ta chị đúng, nói đúng rồi, đúng. Được chưa, được chưa? Được chưa? Từ à, nhưng ta lúc về mà từ à, khen hướng về rồi lại. Ai, ai, ai đánh vần thì giơ tay nhá. À, thì tìm tìm tao cho cả chơi, thế cả chơi bao chị chỉ đến chỗ nào thì bạn ấy sẽ đấy, sẽ giơ tay, nha. Bắt đầu, bắt đầu nhá. Bắt đầu. Chờ cô. Bạn nào? Bây giờ bạn nào đánh vần cho cô chữ này nào? Ai đánh vần? Ai? Từ tao có sao? Ai? Bạn nào đánh vần cho cô chữ này nào? Ai đánh vần nhỉ? Ai đánh vần giơ tay nhá. Ai đánh vần ai đọc chữ này nào? Nè, từ tao mà chặt tay. Bạn nào đọc chữ này nào? Bạn nào đọc? Giơ bên đây. Thì bao lúc nào nó chặt tay. Ai đánh vần được nhỉ? Đâu rồi? Các bạn đi học rồi. Chỉ coi ấy tục cười chứ. Không được nhắc bài. Ai đánh vần được thì bọc lên là được có quà. Đó. Đúng rồi. Ai? Đâu rồi? Đâu rồi? Giờ gì? Ai đánh vần được chữ này nào? Đúng là nhớ gì à đây? Đâu? Mi Tu đánh vần nào? Nào, chữ này là chữ gì? Ăn. Đúng rồi. Con tên là gì? Mi Tu. Tên là gì không? Lại... phải phải giới thiệu tên. Con khoanh tay lại, con tên là gì? Ông bé chán. Con khoanh tay lại như này nào. Con tên lại, con họ và tên của con là gì? Ông bé chán. Họ và tên của con là gì? Đây. Không, con là con Vàng Mí Xá. Nào. Khoanh tay lại. Nào. Con tên là Vàng Mí Xá. Con khoanh tay lại như cô này, như đấy. Con học ấy. Con thưa cô, con tên là Vàng Mí Xá. Đúng rồi, được. Đấy, chị treo phần thưởng cho em đó. Đó, được chưa? Đấy, như vậy nhá. Thôi, bắt đầu, bạn nào đánh phần cho cô chữ này? Ai đánh phần giơ tay? Thì cho tế tí nào. Đâu? Chữ này là chữ gì? Chữ gì? Chờ U Chu. Đúng rồi, con tên là gì nào? Em tên là gì? Mộ. Em tên là gì? Ân bè chà. Đúng rồi. Quà có quà. Đó. Đấy đúng không? Đơn giản thế thôi. Tí nữa xíu à. Múa to. Bạn nào đánh vần nó chưa? Đâu, chỗ này. Từ tao bắt khách rồi. Từ tao chặt đi. Từ là chặt đấy đó. Ai bạn nào? Đâu? Pa đây rồi. Pa đây. Rồi, con tên là gì? Rồi, đúng rồi. Quá giỏi, đúng rồi, tuyệt vời. Hay quá. Rồi. Chữ này là chữ nào? Nè, thì tôi không được cha tề mùn đi. Đâu? Bạn nào đánh vần được cho cô chữ này nhỉ? Từ à? Từ. Bạn nào đánh vần được cho cô? Ai đánh vần được giơ tay nhá. Không biết đâu. Nào, giơ tay lên. Đâu, xin mời. Đúng rồi. Con tên là gì nhỉ? Con tên là gì? Vàng Thị Dợ à? À đúng rồi, rồi, nghe ra rồi. Chào ơi, chào ơi, kẻ siêu nhà chỉ có tư à? Thế ơi, này bác ơi, bình tĩnh nhá. Chữ này nhiều chữ, chữ này. Cần được cho 4 cái luôn. Không, chữ này là có 5 chữ, sẽ tặng 5 cái bánh. 5 cái bánh. 5 cái bánh. Bạn nào đánh phần được chữ này nào? Không. Được chi lu. Chi lu bánh. Ai nhờ? Bạn nào đánh phần được chữ này nào? Ai? Là ai nào? Một tí tao cho ai đánh phần giơ tay lên. Đánh phần được chữ này là được 5 cái bánh nào? Tí tao à?
mày thả mày mày po các phụ huynh rất vui này mọi người này. Nào đánh phần nào, bạn nào đi học đánh phần được chữ này nào. Ai con đánh phần sao rồi cho tôi thế ra sao. Nào bạn nào, bạn nào em nào đánh phần được chữ này cho cô nhỉ. Đâu rồi? Nào. À em. Ủa, tha con tao hả? Con tên là gì? Con tên là gì? Vâng, thì tha, đúng rồi, đúng chưa? Ừ. Năm cái đấy. Ừ. Tiếp theo nha, tiếp theo nào. Đây, tiếp theo, chữ này là chữ gì? Bạn nào đánh vần với chữ này nào? Đây thì phó có sao? Chá tê. Ai? Ai đây? Bạn nào đánh vần được nào? Hả? Con đánh tôi. Thằng đâu gì? Chữ gì nhỉ con nhỉ? Đúng rồi. Ok. Con tên là gì nhỉ? Tên là gì? Vàng thì gì? Đúng rồi, ba cái. Ôi. Nào, đọc số được cho cô nào. Lao cho mẹ là chắc rồi. Ai? Ôi, à, rồi. Đâu? Số này là số bao nhiêu? Rồi. Con tên là gì? Vâng thì vào đúng rồi đấy. Bao con mẹ chứ. Chỗ lâu chỉ bao à. Con ta 23 hộ. Chữ này là chữ nào? Bạn nào đánh phần cho cô chữ con ta từ tao. Từ đâu? Đây bạn nào đánh phần được chữ nào? Đâu? Bạn nào? Cho tê. Từ tao cho tê. Bạn nào đánh phần được cho cô chữ này nào? Từ tao cho tê. Đâu? Cho tê đấy. Cho tê. Nụ loa chỉ phát nụ loa. Đâu rồi thế? Kể cả nhá, kể cả những em này được rồi, đánh vần được, đánh vần tiếp, được, lại được vần tiếp, tôi tao thì cho tôi lại mà tiếp lò, tôi lại cho lò, được tiếp, bạn nào đánh được, bạn ấy đánh được, đánh tiếp, đó, từ tôi tao mà tiếp cho lò tha, nên cho tôi với ai nào, ba. Bạn nào đánh phần được nhỉ? Đâu rồi? Không phải à? Lại hê. Rồi, con gái. Rồi, ok. Đấy, đấy nhá, đánh phần được lại được. Em nào đánh phần được lại được tiếp. Boy, không đánh phần là bo. Nào. Còn chữ này nữa, bạn nào đánh phần cho cô chữ này nhỉ? Chữ này là chữ ai? Ai đây? Bạn nào đánh phần cho cô chữ này nào? Là ai nào? Rồi, đây thì... Đâu rồi? Có ai không? Mày pha một thằng. Thì bắt mà tôi tao kia ta kia tè. Một thế sao này thì tôi tao mà cho nó tha. Rồi, con gái này nào. Là phảo chỉ một pháo này. Này cho nhìn lô này cả đây chỉ tươi ra. Đúng rồi. Ôi ô. À. Rồi. Bắt đầu nhá. Bây giờ trời đã muộn rồi, em có ý kiến này. Tôi bây giờ nhá. Sáng ơi, nghe anh nhá. Bây giờ là được một hộp bánh. Từ tao tạc con sao mà nó khí bố bênh. Được một gói bánh này. Từ tao á. Không. Thế là khó quá. Đây rồi nhá. Bây giờ em đọc cho anh. Đây là cái ý nghĩa của buổi ngày hôm nay. Ai đánh vần hộ anh. Được đây. Bốn chú này. Không phải một gói bánh này nữa. Đây. Một hộp bánh chocobai. Nè từ tôi tao bỏ bánh cho các bài. Thì à thế hôm nay mình cho thấu à thấu tàu nì mà tao ký polo nì sấy có về nì. Đọc hết được cho cô bốn chữ này là. Đây là ý nghĩa của buổi ngày hôm nay. Các con sẽ được cái hộp bánh như thế này. Được chưa? Bạn nào đánh vần được? Bạn nào đánh vần hết được chỗ đấy thì sẽ được. Các bạn nào? Tăng tao từ đây một tiêu trọng tàu. Em Tuyên phải tăng phần thưởng lên. Một bánh. Tông có còn đây. Đây là ý nghĩa của cái buổi ngày hôm nay. Đây là chính bánh này. Đây. Chân tay nữa. Sai. Xá thế này, ai đánh vần được hết chỗ đấy sẽ được một bánh này và một bánh này. Đâu? Bạn nào? Bạn nào? Cha tê. Ốc của tôi tập ta thấu khá một to. Thấu khá. Bốn chữ rồi. Bạn nào đánh vần được nào? Ốc tôi tao mà tôi không thì một thấu là phát tao nhỉ? Tôi tao. Bạn nào đánh vần được giơ tay lên cho cô xem. Bạn nào? Nè, tôi tao cha tê. Bạn nào? Ba xá này thì tôi tao mà còn đi à? Cố lên. Cố lên nào. Mạnh dạn lên các con. Mạnh dạn lên nào. Chua. Nào rồi. Bắt đầu nhá. Từ từ nhá. Không ai nhắc nhá. Bắt đầu để cho mo đánh vần nào. Nè, chỉ mua từ từ dây. Giờ từ từ tôi thống mà tiết lộ. Tôi thống mà chỉ lộ nhá.
ớt xót tù xí đây nhá, đánh vần phải hết 4 từ. Không được là không được. Hết tà plau tù. Cái ghế là tà con như một thống tàu nì. Đánh vần to lên nhá. Bắt đầu nhá, bắt đầu. Hài non to nhá. Ở ngoài không nhắc nhá, ở ngoài không nhắc nhá. Tất cả. Nào bắt đầu, mò đánh vần nào. Rồi. 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 Cà. Không phải. Con nhìn lại xem nào. Đây không phải. Không phải. Chỉ lô mù mù mù. Thôi tôi bình tĩnh. Để cho em lấy suy nghĩ. Ôi chỉ đo tí nữa. Nào. Cố lên con. Cố lên con. Chỉ một từ nữa thôi là được rồi. Một từ nữa thôi. Chữ gì đây? Không phải gì, không phải gì. Không phải đấy. Chị ma đây cho chị cư. Ít từ xíu mình chị, từ cố lên, là chụp cư nữa thôi, một từ nữa thôi. Ờ, chị cư. Không phải sờ. Cố lên con một từ nữa thôi. Sửa sắp đúng rồi. Hả? Phải, từ chân một từ nữa mà. Nào, một từ nữa. Từ, bình tĩnh để cho em nghĩ một tí nữa nào. Nào, để nào. Rồi. Ô, tùy, chùa gì, tùy. Không phải. Không phải. Đây là một chữ cuối cùng đây, mọi người. Đâu, thế nào rồi? Có được không? Đâu rồi? Thôi, con sẽ nhường quyền cho bạn. Nhường quyền cho em Thà. Thống tỏ nên mù trong phố tọ. Rồi. Cái gì? Đây, con ơi. Con đánh vần hết. Đánh vần từ đầu nào. Đúng rồi. Tá hụ, phá này lộ chạy. Đánh vần. Không, đánh vần. Vì ở ngoài nghe nhắc lỏm rồi. Phải đánh vần hết được từ đấy. Chạy cơ, cho ít tù. Đánh vần đi đã. Đúng rồi, đấy, phải như thế. Đúng rồi. Đã đúng, bây giờ con đánh lại cho chú một lần nữa là đánh đóng lại, đọc lại từ luôn luôn. Này, tả thống tàu ngủ. Rồi, chúc mừng. Xin chúc mừng, xin tặng quà cho em. Rồi. Rồi chị. Rồi. Ok, xin chúc mừng con. Rồi, được rồi. Bây giờ chúng ta chơi, vỗ tay. Vỗ tay, thả hai. Rồi. Ôi, bây giờ bà con chúng ta ngồi ra, chúng ta chia liên hoan này. Ta nhập bên nó thao. Tha con rồi trở lêu. Rồi, thế là vui rồi. Em cũng chỉ chơi, muốn chơi cái trò chơi này để cho bà con xem rồi. Xem biết được cái, những cái ấy ra. Sai, thế ơi. Cũng hơi tối, cũng rất là khó mọi người ạ. Đây, bà con đang bóc bánh đây. Bài tha, cô chú nha, đây bánh hôm nay thì em Tuyên còn mua bánh ngon. Toàn bánh ngon nhá. Choco pie. Ông phải nam ạ thôi. Đây các cô chú đây. Bánh trung thu đây. Bánh trung thu chị đấy đang bổ đây. 35 cái. Bên quán người ta tặng cho mình thêm 2 cái nữa là 37 cái. Đây bánh này. Đây. Rất nhiều. Cả nước nữa nhá các cô chú nhá. Đây. Nước nữa đây. Đúng rồi, em chia nước ra đi. Mỗi em ơi, cho mỗi cốc tầm 3 viên đây. Cho rồi, chị vừa cho rồi. Hơi tối rồi. Vâng. Đâu, bóc hết chỗ kia nhá, xá bóc hết cho anh. Bóc hết, không để một cái gì cả. Sữa để im, bóc bánh trước. Sữa để đấy. Bóc hết bánh đi, không để một cái gì cả. Ngày hôm nay cho cả thôn ăn đầy đủ hết. Bảo dâu có sông ngắt tuổi mà. Đâu rồi, tất cả bitumen xài kia nào. Hơi tối. Mọi người thông cảm cho em Duyên. Mà từ một bàn tết là khó. Tết là lai. Làm ban ngày thì nắng. Chứ dưới nét chỉ khi tết rồi. Tắt nắng thì bắt đầu nó. Tết như tết rồi tôi mình chỉ cho ngả mù lắm mà. Đâu rồi, mì xuống đây. Mì tu mì xài đứng hết dậy ra ngoài nào để một sắp bánh ra nào.
cho đều lên, cho giải ra đi. Thế thế phụ anh mới vào chia đều dọc ra, dọc ra cứ 3 hàng 4 hàng 1. Này chủ tịch tây vương bỏ dép ra thế ơi, tất cả bỏ dép ra. Đấy, bẻ ra, bánh này mỗi người thử một tí. Thế ơi, chia ra 4 hàng, 4 5 hàng đấy, không phải chia như thế đâu. Cứ chia ra, chia đều ra, thôi cứ chia đi. Để ra từ đầu kia về. Thế ơi, ngồi ngồi dọc như này, ngồi dọc như này. Trái, trái ở bên này nữa nhá, bên này nữa nhá. Chứ không phải bên nguyên bên đấy đâu nhá. Đó, tất cả mi tu mi xài dịch ra nào. Mi tu mi xài cho này, kia kia nào, kia kia nào, kia kia nào. Kia kia nào. Mùi, chia ở bên này giữa này. Ăn làm một chê đó. Đó, đó, đó. Ăn nhỉ. Bây giờ muộn rồi, bà con này chia là cứ đều đấy. Đây, bánh trung thu đây. À là uống đấy, còn thả đuông á. Chia về, nó vật quá. Đúng rồi, đây, đây, đúng rồi, giải ra như thế, đúng rồi. À, xin đây. Em bảo là bây giờ phát cho mỗi người một cốc luôn đi. Cho bây giờ phát được là ai nhận luôn đi. Đấy, Lý ơi. Ilu một cái luôn đi. Mỗi người một cái luôn đi. Cầm vào tay trước. Cầm vào tay trước để đây nó rơi mất đấy. Đây, ai phát luôn đi. Đập ra em. Em đập xuống. Đập xuống nó vỡ mà đây. Đây, ủi dồi, đây. Em cứ như thế nó rơi là ủi dồi ôi. Làm từ nãy giờ. Đấy, phát luôn đi. Bây giờ ai uống đi, cầm luôn đi, cốc đi. Đi từ hào mà khởi đêm ơ. Cầm luôn đi, xong rồi tí nữa rót nước sau. Đó, cầm đi. Đây, bây giờ bà con sẽ cầm mỗi người cốc trước rồi tí rót nước sau, không cô chú ạ. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, chính ơi đây. Đây à, để tự nhiên chua mà, chỉ chín đổi à. Để đây. Đây, đây thì không kia nhá. Cái tìm hàm đấy bạn. Đấy, đấy, đấy. Tạm nhé, tạm nhé, tạm nhé, tạm hàm đó. Đó, đấy. Nhà ai còn không? Đi lấy cho anh mượn một hai cái nữa. Dạ vâng các cô chú ạ, một đêm hội trăng rằm nó rất là hay. Chúng ta có những cái bóng đèn của anh Dũng ở Bình Dương. Hello, đây là bóng đèn của là cô Xuân Sơn, cô chú Xuân Sơn nhé. Em tôi xin lỗi, anh Dũng Bình Dương là tặng cho bà con những cái bóng đèn là cây cột điện. Còn đây là bóng đèn năng lượng của cô chú Xuân Sơn. Đây mỗi người đang đi lấy một cốc đá đây. Nó rất là hay, ý nghĩa đây là một cái Tết Trung Thu đặc biệt nhất. Có không sao nhưng mà thắp nến nên bà con có nến thì bà con không thắp. Bây giờ thực ra là bà con bị treo rồi nó khó. Mà bây giờ bà con chưa dùng sử dụng đến bao giờ ấy. Mùi giòn ra nó phải rồi. Rất là hay đúng không? Mùi giòn chưa? Thế thế ơi. Sữa kia có. Cho bà con ổn định đã xong rồi chia xong. Mua đòn chua, mua là bằng chua, chua kỳ. Đang chia nước mọi người. Chua cho kỳ, chua kỳ. Có thì mong tất cả mọi người bỏ qua. Hả? Xin nha. Chuyên không hết đâu lắm. Chua bỏ chia lên đà thì tao lỗi. Mua bỏ chia lên chua đà. Nào bỏ chia. Xin chua chỉ tao mà mua đó muốn. Bài đi. Vui quá. Được chưa? Bà con ngồi hết xuống đi. Chỉ xin mũi không mình thua chào. Ô, nè, chú lên phía đàn rồi đi. Chưa ra gì cả. Chia nước luôn đúng không? Đúng rồi. Mỗi người một cốc luôn đấy. À xong chưa? Bà con ngồi xuống đây đi. Sái.
Bảo chỗ này xong chưa? Xay xay không anh? Mua thấy xay xay. Mà mơ lên đi rồi. Mua trâu thử nhuộn ra xem. Thế ơi. Bắt đầu thề với sáng ngay này sáng. À, thề với sáng bảo cả tất cả mọi người vừa ăn uống nhẹ nhàng nhá. Để anh bảo này, thông báo đây món quà của ai. Vì chúng ta chưa biết cái đêm trăng rằm này là của ai cả. Nhá, thề với sáng này. Em xin thông báo với bà con nhá. Đây là phần quà của ngày hôm nay ấy, là của hai anh chị, của hai người, của hai mạnh thường quân. Một đầu tiên là của anh Thảo ở USA ở Mỹ. Anh Thảo ngày trước có tặng bánh kẹo cho mình và anh Thảo chính là người mua cho bà con chúng ta là cái máy nổ đấy. Đây. Anh Thảo gửi cho chúng ta là 4 triệu đồng để làm tổ chức trung thu. Và cô chú Hùng ở tại Úc có gửi cho chúng ta là 4 triệu 818 ngàn đồng. Tổng là 8 triệu 818 ngàn đồng. Hiện tại nhá. Hiện tại anh mua phong băng rôn này là hết 500 ngàn. Đó. Và tiền bánh trung thu và bánh kẹo đây. Hóa đơn đây là 7 triệu 150 ngàn. Đây. Đá thì là người ta khuyến mại mình. Đâu rồi? Cái hóa đơn đâu rồi? Đợi anh một chút. Cái hóa đơn đây bây giờ em mới tìm thấy. Xá kiểm tra anh. Thề kiểm tra anh. Đây là cái hóa đơn mà chỗ quán trị lý chúng ta hay mua đồ đấy. Bao nhiêu em đọc cho anh. Xá với thề kiểm tra cho anh. Thế là 7 triệu 150 nghìn. Linh 5 nghìn, không phải 5 nghìn. Đúng không? Linh 5 nghìn. Đây đây. Các cô chú ạ. 7 triệu này. 105 nghìn nhá. Đây. Bánh trung thu là 35 cái. Người ta cho 2 cái là 37 cái. Đấy là 1 triệu 4. 2 triệu 970 ngàn là tiền bánh hộp và gói tổng hợp. Kẹo tổng hợp 1 thùng 1 triệu 720 nghìn. Đèn trung thu 10 cái nhân 22 nghìn là 220 nghìn. Cốc nhựa uống nước 150 cái là 75 ngàn. Sữa tươi 2 thùng là 180 nghìn một thùng là 360 nghìn. Nước ngọt 18 chai là 20 nghìn một chai là 360 nghìn. Tổng là 7 triệu 150 nghìn. Đấy nha, em mới bảo bà con tổng phần quà của chúng ta nhận được là 8 triệu 818 ngàn. Hiện tại chúng ta đã tiêu hết là bánh kẹo là hết 7 triệu 105 nghìn. Và tiền phông băng rôn là hết 500 ngàn. Đó. Và vẫn còn thừa một chút. Chúng ta sẽ ủng hộ vào cái tiền làm đường để là mua xi măng và đồ ăn cho bà con. Và kia, sữa kia, thề với xá bóc nốt cho anh. Chia cho nốt bà con. Sữa đây. Chia cho mì tu thì được. Đó. Bây giờ bà con đã liên hoan rồi các cô chú nhá. Đây này. Thực ra bà con là không biết tiếng phổ thông này, là không biết hát cái tiếng gọi đèn trung thu ấy, nên là rất là chia chua cho mình nhỏ mẹ hết cho lọc mua nha. Đúng rồi, chia luôn cho anh đi. Chia luôn, 2 hộp sữa các cô chú ơi. Đây là một cái tiết trung thu nó rất là khá là đặc biệt. Cho lọc mình mà chỉ chết rồi. Vậy chủ nó ạ, vậy rồi. Đấy, thề chia luôn cho anh. À. Cho lòng một tổ nhá. Đây là thề với xá đang chia sữa tiếp các cô chú nhá. Chia hết luôn, hôm nay ngày hôm nay mua được bao nhiêu bánh kẹo chia luôn. Đó. Tụi mẹ thì hào hào. Mấy lụt kia đây mày. Thấy như thế rất là hay. Hả? Bà ơi, phù hợp. Hôm nay chơi trò chơi hơi lâu. Tổ này là mua là tôi phải đào. Thì cũng phải. Nên là cũng hơi muộn mọi người. Xong rồi tí nữa là tú mẹ hò hò tất cả thôn nha mọi người. Bên này là các phụ huynh đây này. Dạ vâng anh Hứa. Đây tất cả từ người già người trẻ đây, có nước to nha mọi người nha. Đây này phải từ thêm ấy, đông quá. Đây. U phai cho mình giàu xưa. Đây sữa cho té đua rồi mà. Nà. Cho vô lọ tụ nị. Có con dao đấy thế. Cho té đua rồi mà. Cho mình giàu xứ. Vui quá. Chỉ biết nói là một cờ vui thôi. Cái trung thu này quá là đặc biệt luôn á. Bây giờ con đang cầm túi ra đây này. Chất lượng hình ảnh buổi tối ngày hôm nay thì không đẹp thì mong các cô, các chú bỏ qua cho. Chia hết sữa cho anh nhá, không để một hộp nào dại nhá. Có. Chia hết sạch luôn cho anh. Tặng cho chú Sử một hộp cho anh. Tặng chú Sử một hộp hộp sữa. Chú Sử tổn thừa thôi. Thế ơi, tặng hết sữa cho anh nhá. Hết sữa. Bảo tặng hết sữa cho anh. Nhận dâu thế.
phải học bỏ lọc không để hộp nào. Cho cho nhiều. Mày tha nó ra ăn no thôi. Mua 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 dài đâu phải thì mình cho một khay dài đi. Cho nhá. Cho chỉ tao. Nà, tao tả ư? Nà, tao tả. Hết chưa thế? Bỏ lò mình lũi rồi. Nà, tả. Hai thùng mà em chưa hết ra cho anh. Hết rồi, anh ạ. Cái này còn 5 giây cơ mà. Thế này hầu lũ gì một cao chín này. Còn 3 giây này. 4 giây là 5 giây ơi. 5 giây, chế hết cho anh. Cho như kiểu mẹ chỉ cái cho anh 1-2 hộp cho anh. Mẹ chỉ cái 2 hộp. Mẹ cô gì? 2 hộp, mẹ chỉ cái 2 hộp, 2 hộp, 2 hộp. Không, 2 hộp, 2 hộp. Ô mua hộp là mà bỏ cho ra. Ờ, 3. 3, 2 hộp cho anh, cho tiếp. Ờ, bà già đâu nhỉ? Cụ. Thế cho bà hai hộp mẹ xính. Kia bà già kia có. Cho cụ đây cho anh hai hộp. Đây đây, thế cho anh hai hộp. Đây này. Cho anh hai hộp. Đây này. Ê nỉ ơi, nỉ nỉ nỉ. Nỉ ơi, nỉ nỉ nỉ. Xin mời bà. Mà cho lòng. Ô túi khổ này. À mẹ thề, cho anh hai hộp nữa nào. À, mẹ thề, mẹ thề. Mẹ xá ra. Có mẹ xá, có mẹ xá. Mẹ xá hai hộp. Có chứ. Cào rồi thì phải đâu chả đi. Hả? Hai hộp sữa. Phải là mình chiếu mà lô mà. Hai hộp bóc rách ở giữa này cho anh. Cho anh. Xá. Bây giờ em bảo tất cả các trẻ em nói cho anh nhá. Bây giờ mì tú mì xài này. Đây là mì xài. Mì tú cho con rơi lên. Đúng rồi. Đi đầu đi hai dạy đây hả chứ? Lẩu. Không. Bắt đầu nhá. À xá bắt đầu nhá. Vâng. Chúng con. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn. Các ông các bà. Các ông các bà. Các bác các chú. Các bác các chú. Đã tổ chức. Cho chúng con. Một buổi. Trung thu. Chúng con. Xin cảm ơn. Rồi vỗ tay. Rồi rất là vui rồi mọi người ạ. Bà con cũng đã liên hoan rất là đầy đủ rồi. Xá ấy, bây giờ tối rồi xá có lời gì cảm ơn thay mặt bà con nhỉ? Xá nói đi. Thì em bây giờ chắc tú. Mặt đây. Bây giờ chắc tú rồi, em thay mà cho anh giống. Bà con thôi chia. Đó, bà con thôi để chia này. Thì anh giống này, anh giống. Anh Thảo. Anh Thảo. Và chú Hùng ở Úc. Thế là anh Thảo, anh chú Hùng ở Úc. Thì cháu là Yên Phương. Thì cho tiền mua kiểm này, cháu là giống nhau ăn mùa này tháng 9. Thì em xá cả ơn hai cô chú này, cháu là Yên Phương cả ơn ăn sức khỏe được may mắn nhiều hơn nhé. Thì em xá không có nói việc, không nó biết nó biết anh cháu là ít. Thì em xá cái là biết dình không hết. Thì cả ơn các bác này ăn được sức khỏe được may mắn nhiều hơn. Đó là thấy cái video này ba cái kênh chia sẻ cho anh kia, chắc là anh kia là đường nhiều nhỏ hơn, chắc là anh kia mà mình thì chắc là khó tí thì cài với anh nhá. Rồi bây giờ xin cảm ơn vâng. Xin chúc mừng bà con. Thì các cô chú bà con đã liên hoan xong rồi, một bữa liên hoan thật là to và ý nghĩa với bà con, rất là cảm ơn các cô. Ơi phong chữ tính về vào ạ. Bây giờ là cái phong này mọi người xem là cái phong rất là đẹp. 23 hộ biệt lập thôn Đề Chia B, xã Cán Trung Phìn. Xá ơi, em cất cho anh cái phông này cho anh nhá. Cái phông này giữ lại nhá. Để bây giờ trường học mình ta treo vào cho đẹp nhá. Cái phông là cất cho anh nhá. Nè thì giờ chú sư ơi, nó cái này. Chú sư ơi, cất cái phông này. Thảo thủy lâu tao chạy tay chỗ mà vô gầm gầm. Dạ vâng các cô chú ạ. Thế là cũng đã tan cái hội đêm rằm đặc biệt của thôn Đề Chia này. Đấy thì ngày hôm nay thì nó hơi cập dập một chút. Nên là cái không khí làm việc và cái nó chưa được chu toàn hay là chưa được hoàn hảo. Thì cũng mong tất cả các cô chú anh chị có thể bỏ qua và thông cảm cho em Tuyên nhé. Thì một lần nữa thì em Tuyên cũng rất là gửi lời cảm ơn anh Thảo,
và chú Hùng ở Úc đã gửi tặng cho bà con một cái bữa liên hoan Trung thu này, một cái bữa Tết Trung thu thật là ý nghĩa. Cả thôn nhá các cô chú nhá, không phải là các em nhỏ mà cả thôn, tất cả cả thôn chúng ta có những trò chơi, có những cái lúc vui đùa trong cái giai đoạn chúng ta làm đường này. Một lần nữa thì xin chúc tất cả các cô các chú, đặc biệt là anh Hai Thảo và chú Hùng đã gửi tặng cho bà con cái bữa liên hoan này. Xin chúc tất cả mọi người một sức khỏe mới, hạnh phúc và gặp thật nhiều điều may mắn. Mong rằng chúng ta hãy luôn luôn đồng hành cùng bà con Hội Chia, đồng hành cùng kênh Tuyên Hà Giang để chúng ta tiếp bước giúp bà con Hội Chia chúng ta một ngày có thể hoàn thiện tuyến đường ước mơ, tuyến đường huyền thoại nhé. Và bây giờ thì em Tuyên xin chào tất cả mọi người, chúc tất cả mọi người có một đêm trăng rằm ý nghĩa, vui vẻ, hạnh phúc bên người thân. Em Tuyên xin chào tất cả mọi người.